là Bunny V. Và trong cái video của ngày hôm nay thì Bunny sẽ làm một cái video về skincare update của Bunny, như là cách mà Bunny chăm sóc da. Tại vì gần đây thì Bunny có thay đổi cách mà Bunny chăm sóc da một chút, và Bunny muốn nói cách mà Bunny chăm sóc da của Bunny cho các bạn xem. Và cái video này á là được công ty makeup được mang tên là Aline Mai đã gửi về những sản phẩm này cho Bunny xài thử. Và bây giờ thì Bunny sẽ bắt đầu cái video này luôn. Bunny sẽ bắt đầu về nói về cái video review này luôn. Và cách đây vài tuần trước thì công ty của Aline Mai đã liên lạc với lại Bunny và họ muốn gửi những sản phẩm làm đẹp và chăm sóc da về cho Bunny xài thử để mà giới thiệu và quảng cáo cho các bạn xem trên YouTube. Bắt đầu thì Bunny cũng hơi lưỡng lự lắm, nhưng mà bởi vì Bunny cũng muốn làm thiệt là nhiều video review về ví dụ như là đồ quần áo, makeup, sẵn cách như là sản phẩm làm đẹp vân vân như vậy đó. Bunny cũng sợ lắm, tại vì cũng sợ nếu mà xài không được thì không biết làm sao để mà quảng cáo cho các bạn xem. Và sau khi suy nghĩ vài ngày thì Bunny đã nhận lời mời để mà làm video review về sản phẩm của Aline Mai. Và Aline Mai là công ty bán mỹ phẩm makeup của Việt Nam mà sản xuất bên Mỹ, nếu mà nói chính xác là ở bên San Jose. Và họ đã gửi về cho Bunny 6 cái sản phẩm cho Bunny xài thử. Và những sản phẩm này bao gồm một cái facial toner, nghĩa là nước hoa hồng, một cái oil free eye makeup remover, nghĩa là cái nghĩa là gì nói sao đây, oil makeup eye makeup remover là cái đồ mà các bạn dùng để mà chùi đi makeup á, lau đi makeup á. Yeah, sau đó họ đã gửi về cho Bunny cucumber refreshing mask, nghĩa là mặt nạ bằng dưa leo. Sau đó họ cũng gửi về cho Bunny cái vitamin C á, peptide for meridian eye gel treatment á, nghĩa là dùng cái gel để mà dùng cho ở dưới các quầng thâm mắt của Bunny. Tại vì á, trước khi mà họ gửi về rồi cho Bunny, Bunny cũng có nói với họ rằng là da Bunny bây giờ rất khô và vì thức khuya quá cho nên Bunny đã bị quầng thâm trên mắt, và da của Bunny cũng rất là nhạy cảm nữa, cho nên Bunny ít xài mỹ phẩm lên khuôn mặt lắm bởi vì da của Bunny cực kỳ nhạy cảm. Và nói chung là Bunny cũng có nói với họ về vấn đề da của Bunny á, thì họ đã lựa ra những món mà họ nghĩ nó sẽ hợp với lại cái làn da của Bunny. Và sau đó hai cái sản phẩm cuối cùng á là hai cái sample mà họ gửi về cho Bunny. Một cái sample á là honey với lại almond facial scrub. Honey nghĩa là mật ong cộng với lại hạt nhân á, là cái đồ để mà rửa mặt á, scrub như là cái đồ để rửa mặt. Sau đó họ gửi cho Bunny thêm một cái mùi này nó hơi nặng, nhưng mà cái này là cái kem để mà xức lên cái mụn của Bunny, hay là ai mà có mụn xức lên thì nó sẽ giúp làm giảm cái mụn nó không mẩn đỏ nhiều hơn, và nói chung là nó sẽ làm cho mụn mà mình nó đẹp đi hơn. Và da họ đã gửi về cho Bunny 5 món để mà Bunny xài thử. Lúc mà đồ gửi về Bunny cũng sợ nữa, sợ là tại vì nó thiệt á, Bunny ít xài mỹ phẩm lắm luôn. Nhưng mà dạo này á, khi mà về Mỹ ở lại, nhất là ở tiểu bang Las Vegas á, thì thời tiết nó hơi bị khô khan, và nó làm cho da của Bunny nó rất là khô khan. Và nói chung là da của Bunny đang bây giờ nó rất là khô, và nhìn giống như nhìn qua cái video thì thấy như vậy thôi, nhưng mà thật sự ở ngoài á nó rất là khô, nhất là hai cái gò má đó. Tại vì Bunny hay bị khô hai cái gò má nhiều hơn là những cái khuôn mặt, tại vì cái da của Bunny là da hỗn hợp, khô ngay đây nhưng mà hơi dầu ở bên cái trán với lại ở dưới cái cạnh. Và sau khi một ngày xài thử những sản phẩm mà họ đã gửi về cho Bunny, mình rất là thích bởi vì nó là mùi dưa leo, và Bunny rất thích những mùi mà dưa leo đó. Và sản phẩm của họ rất là organic, nghĩa là nó không có hóa chất nhiều, hoàn toàn là toàn là những sản phẩm organic, vết hóa chất lắm, đa số là toàn là organic không, và cho nên Bunny rất là thích. Và Bunny cũng rất là thích cái packaging của họ khi mà họ gửi về cho Bunny nữa, tại vì cách hướng dẫn để mà xài
và trong cái sản phẩm nó có cái gì và chứa cái gì á, họ đều để ngay đây và nhìn rất là rõ ràng. Cho nên nếu mà các bạn có thắc mắc, các bạn chỉ cần nhìn ngay đây thôi là các bạn sẽ hiểu cái cách thức để mà làm. Và không phải là họ gửi về mà Bunny khen, nhưng mà thật sự là Bunny rất là thích sản phẩm này bởi vì xài rất là tốt và nó không làm cho da của Bunny bị nhạy cảm một tí xíu nào hết và xài rất là ok. Nhưng mà có một cái mà Bunny không phải là thất vọng tại vì chưa có thấy hiệu quả thôi là cái kem sức quầng thâm ở mắt á. Có lẽ là tại vì Bunny mới xài có một tuần cho nên Bunny chưa có thấy hiệu quả cho lắm. Có thể mai này khi mà Bunny xài lâu dài hơn á, hơn 2 tuần, nói chung là khoảng 1 tháng á, và Bunny thấy có kết quả thì Bunny sẽ làm một video nói về cách trị quầng thâm mắt. Nhưng mà Bunny cũng có thấy nó có hiệu quả, nhưng mà nó không có giống như là, tại vì đương nhiên rồi, không có gì mà qua đêm là nó sẽ thành công hết. Nó phải có thời gian để mà điều trị và có thời gian để mà làm cho cái nói chung là cái quầng thâm nó mất đi. Nhưng mà yeah, và đây là cái video mà Bunny nói về cách mà mình chăm sóc da. Chắc là các bạn nhìn Bunny các bạn thấy hết hồn đúng không? Yên tâm đi, Bunny tự nhìn Bunny mà Bunny còn thấy hết hồn muốn chia với các bạn. Nhưng mà trước tiên hết thì Bunny sẽ buộc tóc lên, sau đó cài băng đô để cho khuôn mặt của Bunny nó gọn. Và sau đó thì Bunny sẽ hướng dẫn cách mà Bunny tẩy trang cái khuôn mặt của Bunny. Và cái bước đầu tiên thì Bunny sẽ dùng nước tẩy trang để tẩy trang lên cái khuôn mặt của Bunny trước. Và cái nước tẩy trang này là dạng oil đó, cho nên khi mà tẩy trang chùi đi rất là dễ. Và cái mùi của nó cũng rất là dễ chịu nữa. Nhưng mà có một điều mà Bunny không thích về cái nước tẩy trang này á, thì nó hơi cay á, cho nên khi mà Bunny lỡ chạm vào con mắt của Bunny thì nó làm cho con mắt của Bunny hơi bị sót một chút so với lại những nước tẩy trang khác mà Bunny có. Bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng Honey and Almond Facial Scrub để mà tẩy đi tế bào chết lên cái khuôn mặt của Bunny. Và trước khi mà Bunny làm như vậy thì Bunny sẽ làm ướt cái khuôn mặt của Bunny. Sau đó Bunny sẽ lấy một ít vào tay và Bunny sẽ chà nó lên hết cái khuôn mặt của Bunny. Và các bạn nhớ chà nhẹ nhẹ thôi nha, chứ đừng có chà mạnh, nếu như không thì nó sẽ làm hư đi cái da trên khuôn mặt của các bạn. Và sau khi mà Bunny tẩy đi những tế bào chết lên cái khuôn mặt của Bunny thì bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng cái mặt nạ mùi dưa leo để mà đắp lên cái khuôn mặt của Bunny. Và Bunny chỉ chét lên những chỗ mà Bunny nghĩ cần thiết thôi, chứ Bunny sẽ không chét lên hết các khuôn mặt của Bunny. Và theo Bunny nghĩ thì các bạn nên đắp mặt nạ 2 lần trong một tuần thôi, chứ không nên làm mỗi ngày. Và trong hướng dẫn thì nó bảo rằng nên để từ 10 đến 20 phút, Bunny thì thích để đến 10 phút thôi, sau đó thì Bunny sẽ rửa nó ra bằng nước. Sau đó bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng nước hoa hồng để mà đánh lên cái khuôn mặt của Bunny. Và nước hoa hồng dùng để làm cái gì? Nước hoa hồng á là nó dùng để mà khi mà Bunny thoa lên cái khuôn mặt của Bunny á, thì nó sẽ giúp Bunny hút đi những cái dầu dơ trên cái khuôn mặt của Bunny á, và nó sẽ làm sạch cái khuôn mặt của Bunny hơn. Và trong khi Bunny chờ đợi cho cái nước hoa hồng nó khô lên cái khuôn mặt của Bunny á, thì Bunny sẽ đánh răng trong khi chờ đợi. Sau đó bước tiếp theo thì Bunny sẽ dùng gel vitamin C để mà Bunny dưỡng cái vùng thâm mắt ở dưới cái con mắt của Bunny đó, như là cái panda eyes của Bunny, và Bunny sẽ thoa nó lên ở dưới cái vùng mắt của Bunny thôi. Sau đó bước cuối cùng thì Bunny sẽ dùng kem trị mụn để mà chấm lên những cục mụn lên cái khuôn mặt của Bunny. Và những sản phẩm mà Bunny xài và nhắc trong cái video này là của hiệu Aline Mai. Có gì những chi tiết gì mà các bạn cần thiết cần biết về website này,
cách mua và vân vân như vậy đó thì một là Bunny sẽ để nó dưới cái description box, còn hai Bunny sẽ để nó trong cái video này cho các bạn xem. Và yeah, Bunny phải đi đây và Bunny xin hẹn gặp các bạn trong video lần sau của Bunny. Và trước khi mà Bunny đi thì Bunny muốn cảm ơn công ty Aline Mai đã gửi về cho Bunny cả đống đồ mỹ phẩm và Bunny rất là thích và Bunny rất là cảm ơn Aline Mai. Và yeah, Bunny phải đi đây và Bunny xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn trong cái video lần sau của Bunny. Bye. Bye.